Ok nhà bạn, thì vừa ấy, mình mới đi chơi về, lăng mộ của mình về nhà trong nhà. Nhà giờ không có ai cả. Ui, anh em ơi, trời trời, thấu hút vô nhà này. Ui, lấy cái lồng chim này. Lồng chim ở đây rồi. Trời trời. Trời trời. Ui, bỏ lồng chim xuống. Bỏ lồng chim xuống. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, nhà không ai à? Mày ai rồi? Mày chết rồi. Chết rồi. Đây rồi, đây rồi. Thằng Huggy đó, nó lấy cái lồng chim của Lam ngủ rồi. Chết rồi. Ui. Mình chốt cửa rồi. Chưa. Bây giờ phải gọi Lam ngủ cái. Chưa. Ui, chết rồi, bây giờ nhà không ai cả cơ. Ui. Ui. Chết rồi. Ui. San 404. San. Giải cứu, nó ăn cắp lồng chim của Lam ngố này. Hỗ trợ San này. San. Mày. Mày. San cẩn thận. Cháu yêu này khỏe lắm. Mày. Ơ, san đi. Ui, mày quá, tự nhiên San đến. Nhà không ai cả, nó ăn cái lồng chim rồi. Đây. Nó ăn trộm mấy lồng chim của Lam ngố rồi. Đấy. Đi anh em đi vào nhà đi. Đi bây giờ anh em đi vào nhà đi. Ơi San đi bà. Rồi, thế rồi, cảm ơn nhá. Ok. Đấy các bạn, may quá. Có San 404 đến giải cứu đây à. Có hai con chim này. Ui. Tớ vừa stack cam với thằng Huggy vào lấy chim của tớ. Bạn đi đâu giờ mới về đây à? Ui, còn nguyên hai con à? May còn nguyên hai con. Ôi, sao nó nhốt con này vào đây? Tớ cũng không biết được. Ui giời, thả ra. Ui. Đấy, Lam ngố đi chơi chim chóc ở nhà không để ý à. Con thở. Con thở, sao nó nhốt con này vào đây nhỉ? Tớ có biết đâu. Cái nông xanh của tớ đâu? Tớ không biết. Tớ thấy nó đút con chim này của bạn vào lòng này rồi. Ui, hình như bạn nhìn xem, mõm nó bị sao này. Đâu? Ui, không sao đâu. Sao nó nhốt con này vào đây của tớ nhỉ? Tớ không biết. Chắc là nó định ăn cắp mà. Ăn cắp á? Ừ, nó. Nhưng bạn từ đâu nó lấy ở đâu ấy? Cái lúc mà bạn bảo tớ về trong nhà đây. Thế là tớ chạy về thì thấy nó đang bỏ cái đồng của bạn xuống. Nó đút vào lồng này. Ui. Đấy. Bây giờ con này nói chung là nó bị làm sao đấy. Bạn gì nó bị làm sao rồi. Bây giờ để thôi con nào tớ thả ra tớ cho vào lồng ấy. Thôi cho vào lồng đi. Ôi. Ui chết rồi. Nam ngố mở lồng ra không đóng vào nó bay mất rồi. Bay mất ra. Có hai con bây giờ bạn mở lồng ra nó bay mất một con rồi đâu nữa. Toang rồi. Ui giời, Lam ngố rồi. Mất sớm một con chim rồi. Bạn thật, bạn làm ăn chán lắm. Có hai con chim mà bạn. Thế nãy không biết có hai con hay có một con nhỉ? Có hai con, tí cho bạn xem lại video thôi. Bạn mở lồng ra như này thì nó bay mất rồi đâu nữa. Hay là Huggy lấy của tớ. Giời ơi, Huggy là lấy vừa còn nguyên hai con. Bạn mở lồng nó chạy mất rồi đâu. Ừ, còn vẫn con này ấy. Thôi con này bạn nhốt vào lồng đi. Bạn thả vào lồng đi, không tí nó lại bay mất rồi. Lồng này, để tớ thả vào lồng kia lồng này.
Bây giờ tôi thả ra lồng này nhá. Cho lồng này. Ui, con này đẹp phết nhỉ. Mở túi cho nó bay vào. Ui. Mở hẳn đầu túi á. Đây con khuyên này, đây là tên là khuyên, chim khuyên các bạn nhé. Con này đẹp đẹp chưa các bạn này. Đấy. Chim khuyên luôn này. Đấy. Thôi, thả tháo vào lồng đi. Thả vào lồng nhá. Bạn là bay mất một quần ở đâu. Ui. Đẹp chưa? Bay này. Nó không ăn cám nhỉ? Hay nó sợ? Có cám mà cho nó ăn ở đây, đấy này. Ừ. Xong rồi đầy đồ ăn đây. Làm gỗ làm mất một quần rồi, chết rồi. Thôi bây giờ cất con này đi. Không thằng Huggy nó vào nó lấy tiếp các bạn. Cất đi, tự nhiên mất một quả tại Huggy nó vào. Đây nhậm cay quá, mình vừa mới đi chơi về thì thấy check cam với thằng Huggy nó đang vào nó lấy con chim của mình. Chạy về thì không chạy về, may có thằng Linh ở nhà các bạn. Hình như là có phải cả San V2 đến trợ giúp phải không Linh này? Đúng rồi. Có cả San V2 đến trợ giúp. Đấy thôi khoan, bây giờ mình phải mang chim vào nhà các bạn. Không được để ngoài đây, không nó lại vào nó lấy chim của mình.